Kính thưa cậu đoàn, Công đồng Vaticano II cho chúng ta biết rằng mầu nhiệm giáo hội là sự hiệp thông, và sự hiệp thông của giáo hội bắt nguồn từ mầu nhiệm của sự hiệp thông ba ngôi Thiên Chúa. Vì thế sự hiệp thông với Thiên Chúa là nền tảng cho sự hiệp thông của toàn thể Hội Thánh. Vào ngày 21 tháng 5 2018 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski làm tân đại diện không thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, thay thế cho Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gerali sau một thời gian phục vụ tại Việt Nam. Việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với Hội Thánh Việt Nam. Sự quan tâm đó diễn tả sự hiệp thông trong Hội Thánh, sự hiệp thông giữa chủ chiên và đoàn chiên, một sự hiệp thông trong tình yêu. Và dấu chỉ của sự hiệp thông chính là sự hiện diện của Đức Khâm Sứ trong cử hành phục vụ Thánh lễ chiều hôm nay. Cử hành Thánh lễ chiều hôm nay, thưa cộng đoàn, chúng ta cùng hợp ý với Đức Cha Giám quản Giuse, chủ tế Thánh lễ hôm nay, cùng với Đức Khâm Sứ, Đức Cha Louis, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, cùng với toàn thể cộng đoàn dân Chúa, dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì tình thương và sự quan phòng của Ngài, để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam và cầu nguyện đặc biệt cho Tổng Giáo phận của chúng ta. Và còn hơn thế nữa, chúng ta cầu nguyện cho Cộng đoàn Giáo xứ Chính tòa của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện một cách đặc biệt cho Đức Khâm Sứ trong sứ vụ mới của Ngài tại Việt Nam. Với tâm tình đó, giờ đây kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta hướng về cuối nhà thờ đón đoàn đồng tế và cùng với ca đoàn bắt đầu hát bài ca nhập lễ. Trước thiên nhân, trước thiên nhân, dâng lời cảm tạ.
Giờ đây chúng con kính mời Đức cha Giuse Giám quản Giáo phận có đôi lời với Đức Tân Khâm Sứ. Xin mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cha tổng đại diện cũng là cha sở nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn phục vụ. Trước khi cử hành thánh lễ, tôi xin được giới thiệu với quý cha, quý tu sĩ và tất cả anh chị em Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, tân sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski là người Ba Lan, được thụ phong linh mục khi còn rất trẻ ở tuổi 26 và đã được Đức Giáo hoàng Francisco đặt làm Tổng Giám mục Hiệu tòa Africa ở tuổi 51 vào ngày 25 tháng 3 năm 2014. Ngài đã có 23 năm phục vụ trong ngành ngoại giao của tòa thánh tại nhiều nhiệm sở từ châu Phi, châu Mỹ đến châu Âu, đặc biệt tại một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan từ năm 2008 đến 2011, Singapore 2011-2012 và Malaysia 2012-2014. Vào ngày 21 tháng 5 2018 vừa qua, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã chính thức công bố Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski làm sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, tiếp nối vai trò của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirani trước đây. Những ngày vừa qua, Đức Tổng đã tham dự hội nghị thường niên cùng Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Mỹ Tho, và đây là lần đầu tiên Ngài đến viếng thăm Tổng Giáo phận chúng ta trong cương vị mới. Chúng ta hy vọng với kinh nghiệm và khả năng của mình trong nhiệm kỳ này, Đức Tổng sẽ giúp cải thiện hơn nữa mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Nhà nước Việt Nam. Một lần nữa, cộng đoàn chúng ta cùng chúc mừng và chào đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Giờ đây chúng con kính mời cha tổng đại diện Ignacio cũng là cha sở nhà thờ chính tòa có lời chào mừng Đức Tân Khâm Sứ. Xin mời cha Đoàn Nguyên Vũ. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, tân đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Nếu chiều hôm qua, tại Tòa Tổng Giám mục 118 tuổi, đại diện Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận đã long trọng chào đón Đức Tổng lần đầu tiên đến thăm Tòa Tổng, thì chiều hôm nay, Cộng đoàn Dân Chúa Vương Cung Thánh Đường Chính Tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng rất vinh dự được gặp Đức Tổng trong thánh lễ thật trang trọng và sốt sắng trong ngôi nhà thờ cổ kính 138 tuổi đang được đại trùng tu. Thay mặt cho cộng đoàn phụng vụ, với tư cách là cha sở, con kính dâng lên Đức Tổng vài tâm tình của chúng con. Trước hết, chúng con vui mừng
vì sự hiện diện của Đức Tổng khiến chúng con xúc động. Vì qua đó, chúng con nhận ra sự quan tâm của Tòa Thánh, cách riêng của Đức Thánh Cha Francisco dành cho Giáo hội Việt Nam, cách riêng cho Tổng Giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang trống tòa. Tiếp đến, chúng con muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với đất nước và dân tộc Ba Lan, quê hương của Đức Tổng, vì lòng đạo đức nhiệt thành, lòng tin sắc son, dù trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ. Chúng con cũng đặc biệt ngưỡng mộ và hết lòng yêu mến Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, vị giáo hoàng kiệt xuất của giáo hội. Riêng con có một lòng quý mến rất đặc biệt đối với Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, vì ngày 12 tháng 12 năm 1994, con được hạnh phúc đồng tế với Ngài tại nhà nguyện riêng của Ngài trong Điện Vatican. Sau đó, được Ngài tiếp tại phòng khách, rồi vào tháng 10 năm 2015, con đã đến viếng thăm ngôi nhà của Ngài tại Vadovice. Và nhìn thấy khẩu súng lục mà sát thủ Ali Akka đã bắn Đức Thánh Cha vào ngày 13 tháng 5 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô. Cũng như may mắn được tham dự lễ kỷ niệm 25 năm giáo hoàng của Ngài vào ngày 16 tháng 10 năm 2003, cũng tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuối cùng, chúng con biết trách nhiệm của Đức Cha rất nặng nề. Khi vừa làm sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, vừa làm đại diện của Tòa Thánh tại Việt Nam, và để có thể hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ này không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng chúng con tin chắc rằng với bề dày kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, Đức Cha sẽ thành công trong sứ vụ được Tòa Thánh tin tưởng giao phó. Đặc biệt Đức Cha sẽ giúp ích rất nhiều cho Giáo hội Việt Nam, trong số đó có Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đang mồ côi cha. Nhờ ơn Chúa giúp, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Shestokova là nữ vương của nước Ba Lan, với tâm tình của những người con thảo, chúng con xin dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm và những món quà gói trọn lòng kính trọng và quý mến của chúng con. Một bức tranh thiêu nhà thờ Đức Bà, một quyển sách về nhà thờ Đức Bà qua dòng thời gian 1880-2015, một quyển sách về cuộc đời Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II mà con đã dịch từ một quyển sách tiếng Pháp trước khi Ngài được phong chân phước ngày 1 tháng 5 2011. Một quyển sách về các địa điểm hành hương của người Công giáo trên toàn thế giới. Trong đó có đền thánh Đức Mẹ Đen ở Jasnagora, và đặc biệt là viên ngói mặt xây đầu tiên lợp trên mái nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn
cách đây 138 năm. Giờ đây chúng con xin được lắng nghe tâm tình của Đức Tần Khâm Sứ. Excellency, dear fathers, religious sisters, beloved brothers and sisters in Christ. Kính thưa quý đức cha, quý cha và anh chị em thân mến trong Đức Kitô. I am very surprised by your generosity and this beautiful ceremony of welcoming me as Pope's representative to your country in this cathedral. Thank you very much. Tôi rất cảm động và cảm thấy ý nghĩa rất là trân quý khi được tiếp đón tại đây như một vị đại diện của Đức Thánh Cha Francisco bởi cộng đoàn phục vụ đang quy tụ nơi đây. Very soon we will start our Eucharistic celebration, but before, allow me to express my gratitude to Pope Francis for appointing me as his representative to your country. Chúng ta chuẩn bị cử hành nghi lễ tạ ơn, nhưng trong giây phút này tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của cá nhân tôi đến Đức Thánh Cha Francisco vì Ngài đã tin tưởng đặc cử tôi làm đại diện của Ngài cho giáo hội tại Việt Nam. I am very grateful to His Holiness for this honor, this title, and I ask you to remember me in your prayer to accomplish, to help me to accomplish as good as possible my mission here in Vietnam and in Singapore. Với lòng biết ơn sâu xa với Đức Thánh Cha, tôi cũng muốn xin anh chị em cầu nguyện cho tôi để tôi có thể chu toàn sứ mệnh mà tôi đã được trao phó tại Singapore và tại Việt Nam. Let's start now our Holy Mass, the Eucharistic celebration. Giờ đây chúng ta hãy bắt đầu nghi lễ tạ ơn. Xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Kính thưa quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả anh chị em đang hiện diện trong cộng đoàn phục vụ tại nhà thờ chánh tòa này. Trong bầu khí hiệp thông và hân hoan chào mừng, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, tân đại diện tòa thánh tại Việt Nam, cộng đoàn chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ Chủ nhật 26 mùa thường niên. Trước hết, với tâm tình tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam một vị đại diện tòa thánh mới, để qua Ngài chúng ta có cơ hội hiệp thông cụ thể hơn với Đức Giáo Hoàng, Giáo Triều Vatican và Hội Thánh khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa cho nhiệm kỳ mới của Đức Tổng gặp nhiều thuận lợi và thành công, đem lại những lợi ích thiết thực cho giáo hội địa phương cũng như giáo hội hoàn vũ. Cộng đoàn chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra trong những ngày qua tại Mỹ Tho vừa kết thúc tốt đẹp. Xin cho những nghị quyết và định hướng của hội nghị sẽ được triển khai và đem lại nhiều hoa trái cho mọi thành phần dân Chúa. Cuối cùng, trong bầu khí thánh thiện của năm thánh kỷ niệm 30 năm tôn phong các thánh tử đạo tại Việt Nam, xin Chúa cho mỗi người chúng ta khi tự hào về gương sống đức tin của tiền nhân
cũng luôn can đảm sống trọn vẹn ơn gọi của mình, tích cực xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội và làm chứng cho tình thương cứu độ của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay. Với những tâm tình đó, giờ đây cộng đoàn chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi và thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành bầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Hòa bình an dưới tên cho người miền Nam. Chúng con đã ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha,
chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chia sẻ các ân huệ của Chúa Thánh Thần nhằm chia sẻ trách nhiệm, và con người không thể giới hạn hoạt động của Thánh Thần Thiên Chúa được. Đây là ý nghĩa của câu chuyện trong sách Dân Số, kể lại việc tấn phong các kỳ lão trong dân Israel để họ có thể giúp Môsê trong việc cai quản dân Chúa. Bài trích sách Dân Số. Hồi đó Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Môsê. Người lấy một phần thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên 70 kỳ mục. Khi thần khí đầu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa. Bấy giờ có hai ở người lười ở lại trong trang trại, một người tên là Endad, một người tên là Medad. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục nhưng đã không đến lều. Thần khí đầu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. Một người thân nên chạy đi báo tin cho ông Môsê rằng ông Endad và ông Medad đang phát ngôn trong trại. Ông Môsê, con ông Nun, từng theo hầu ông Môsê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Môsê: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ." Nhưng ông Môsê trả lời: "Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người để họ đều là ngôn sứ? Vì Đức Chúa đã ban thần khí cho người trên họ." Đó là lời Chúa. Thánh Vịnh 18B ca ngợi luật Chúa. Đức Kitô đem đến cho ta luật tin mừng, là luật hoàn hảo hơn luật cụ ước, là ách êm ái và gánh nhẹ nhàng. Vì thế, người tín hữu hết lòng kính trọng, mến yêu, tuân giữ luật ấy, và nhờ đó họ sẽ nên hoàn thiện như Cha trên trời. Của Chúa thẳng ngay làm hoan hỷ cõi lòng. Giới dân của Chúa thẳng ngay làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa quá là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thật kiên vững thay thánh Chúa trắng trong vẹn tuyên, bền vững muôn.
sẻ của cải trong các cộng đoàn Kitô hữu nhằm sống lý tưởng nghèo khó của Tin Mừng. Đó là lời khuyên của Thánh Gia-cô-bê. Bài trích thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than vang rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn, vàng bạc của các người đã bị rỉ sét, và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc. Lòng các người đã được no đầy thỏa mãn trong ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại những người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, người đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai không chống đối các con là ủng hộ các con. Ai cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, thật Thầy bảo thật các con, người đó sẽ không mất phần thưởng. Nhưng bất cứ ai làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà người ta buộc thớt cối đá lừa vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi, thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi, thà con mất một chân mà được vào cõi sống,
còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà giỏi bọ rút rỉa, nó không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Dear bishops, reverend fathers and sisters, beloved brothers and sisters in Christ. Thưa quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ, anh chị em thân mến trong Đức Kitô. A few moments ago, we have heard that Jesus said, "Whoever is not against us is for us." Trong giây phút trước đây, chúng ta vừa nghe Đức Giê-xu đã dạy rằng ai không theo chúng ta thì chống lại chúng ta trong tin mừng. What does this Bible passage mean? Are we to understand it today to mean that Jesus is tolerant of all the Christian churches, that all religions are equal? Chúng ta hiểu như thế nào về thông điệp đó trong bối cảnh của cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, khi có rất nhiều các tôn giáo khác? Based on those who apply the principle of sola scriptura, I mean the application of the text is literal but doesn't consider the tradition and the teaching of the Catholic Church. So those who apply sola scriptura in the interpretation of the Holy Scriptures, this is certainly the conclusion that they have drawn, consequently leading to thousands of division without within the Christian community. Đối với trường phái sola scriptura, những người chỉ có biết căn cứ diễn giải bản văn mà không hiểu được ý nghĩa của Thánh Kinh, thì họ dùng ý nghĩa này để phục vụ cho ý đồ của họ khi họ đưa ra một kết luận về là giáo huấn của tin mừng. You know that the Bible is not a historical book, is not a scientific book, is the book of spirituality, is the word of God contained, translated in human language, and the Bible needs to be interpreted in a certain way. Chúng ta biết Phúc Âm không phải là một cuốn sách lịch sử, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách khoa học, đó là một linh đạo, là một nền tu đức, đó là linh ứng của Thiên Chúa, lời của Thiên Chúa. Vì vậy, để có thể hiểu được thì chúng ta không chỉ có dừng lại ở chỗ phân tích mà thôi. If we apply in our lives, if we interpret the Bible literally, we are in error, because it's not the fullness, it's not the correct way of reading the Bible. Nếu chúng ta dùng lời Chúa và áp dụng vào đời sống chỉ với từ ngữ của bản văn, thì có lẽ tất cả chúng ta đều dưới hỏa ngục, bởi vì ai trong chúng ta thì cũng phạm tội. In 2000, the Holy See released a theological document, very important, called Dominus Jesus. Năm 2000, Hội Thánh đã ra tuyên ngôn Dominus Jesus. And the purpose of this document
was to correct the church theologians who were distorting, the interpreting in a wrong way the true meaning of the spirit of ecumenism. Mục đích của văn kiện thần học này là để giúp cho các nhà thần học hội trong hội thánh hiểu rõ hơn về sứ mạng của Đức Giêsu và biết diễn tả giải thích một cách cẩn trọng, chính xác hơn. In that document, the Catholic Church rejected pluralism that implies all the religions are equal. So we cannot affirm that all the religions, even Christian churches, are the same. They are not equal. They are huge theological dogmatic differences. Ở trong tuyên ngôn này, giáo hội khẳng định là chủ nghĩa đa thức hệ luôn có một nhận xét là tất cả mọi tôn giáo đều như nhau, nhưng mà không có thể lấy được, diễn tả được chiều kích cứu độ của Kitô giáo, thì đó là điều không có chính xác. To teach that one religion is as good as another endangers the church's missionary message that the fullness of salvation can only be found in one holy Catholic and Apostolic Church. Chúng ta biết hội thánh dạy là ơn cứu độ trọn vẹn nhất chỉ có thể tìm được trong hội thánh Kitô giáo. It is not to criticize or discriminate the other churches, but our faith, our tradition, the presence of the Pope as the successor of Saint Peter, all these factors prove that the real Church of Christ, the salvation is in the Catholic Church. Ý của giáo hội Công giáo không phải lên án các tôn giáo khác, nhưng chúng giáo hội Công giáo qua quyền giáo huấn của Đức Thánh Cha khẳng định là ơn cứu độ xuất phát từ Đức Kitô và ở giữa hội thánh Công giáo. As many of you may have heard, this document created a certain reaction of other churches, created a worldwide reaction from a number of Christian denominations. Điều này cũng gây nhiều tranh cãi giữa các hội thánh Kitô giáo cũng như trong các tôn giáo khác. Telling that the fullness of salvation is in Catholic Church is nothing new. As you know, this is the traditional doctrine of the Catholic Church. Thì cũng có người nói là tín điều về ơn cứu độ trọn vẹn chỉ có ở trong hội thánh, thì không có gì mới cả, bởi vì đó đã là tín lý lâu đời của hội thánh Công giáo. The new thing that the Dominus Jesus created was to state it clearly that this is position of the Catholic Church. Tuyên ngôn Dominus Jesus đã khẳng định về lập trường tín lý của hội thánh về cứu độ. But I am telling why are I am telling you this this affirmation, this doctrine, because if we take today first reading from the Old Testament, exactly from the book of Numbers, this book opens our eyes to the fact that the position of God's people in the days of the Old Testament was not very different from today's position of the Catholic Church. Để có thể hiểu về ơn cứu độ trọn vẹn trong hội thánh Chúa Kitô, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của bài đọc thứ nhất được trích từ sách Dân số. Những gì mà chúng ta được nghe kể lại ở trong câu chuyện của sách Dân số thì cũng không khác gì so với lập trường của hội thánh Chúa Kitô ngày hôm nay. The Lord God told Moses, I quote, gather
for me 70 of the elders of the people, and they shall bear the burden of the people along with you, so that you do not bear it all by yourself. Thiên Chúa của Môi-se đã truyền lệnh cho ông, hãy chọn 70 kỳ lão và dẫn họ đi với ông, để rồi ông không có phải cô đơn trên hành trình của mình. So we are in the Old Testament before the time of Jesus, and already that time Moses received these commands from God to be responsible for the people of Israel. Ở đây chúng ta thấy thời Cựu Ước cũng như thời của chúng ta ngày hôm nay, Thiên Chúa luôn luôn chọn những người mục tử để dẫn dắt dân. And more or less 2000 years ago, Jesus did the same thing, and he created a group of apostles, disciples, to help him with his ministry. He appointed 70 others, this is the quotation from the gospel, and sent them on ahead of him in pairs to every town and place where he himself intended to go. 2000 năm trước, Chúa Giêsu cũng đã chọn 72 môn đệ, và theo Kinh Thánh kể lại, Chúa đã sai họ đi từng hai người một. There is certain similarity of the life of Moses and life of Jesus. From the Bible passages in the Old Testament, we come to understand that God's representatives on earth should have also a number of people under them to assist them in their ministry of leading the people, of being spiritual leaders. Thời của Môi-se hay thời của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng nhận ra tình thương của Chúa khi chọn đặt những người ở trong dân để có thể sai họ đi chăm sóc dẫn dắt đoàn dân của mình. And for us, these disciples, these responsible, the apostles, or their successors, they create a group of responsible for the Catholic Church. That means the Holy Father and the bishops. Chúng ta thấy trong truyền thống đó thì Hội Thánh luôn luôn có các vị mục tử kế vị các thánh tông đồ, là những người được Chúa chọn để sai đi. Ở trong Hội Thánh chúng ta có Đức Thánh Cha, có các vị giám mục. In fact, following the example of Jesus Christ, today His Holiness Pope Francis has all the bishops of the world, who number is in thousands, and they assist him in the effective administration of the body of Christ, the administration of the Holy Catholic Church. Chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha đã chọn các giám mục, ngày hôm nay có cả ngàn giám mục ở trên thế giới, để cộng tác với Ngài trong sứ vụ quản trị cai quản Hội Thánh. We have heard also in the first reading in the gospel about the man who were prophesying and the other man who was trying to help somebody sending away the unclean spirit. And in the first case, the assistant to Moses told him, look, there is somebody outside of our group, outside the church, let's say, who prophesies. And the Moses replied, are you jealous for my sake? And Jesus the same, when the disciples told him that is somebody not from our group that tried to help, Jesus answered, if somebody is not against us, is with us. Chúng ta nhớ lại hai bài đọc, bài đọc trích từ sách Dân Số, bài đọc thứ nhất, và trích từ Tin Mừng. Chúng ta thấy có sự tương đồng. Đối với Môi-se, trong thời của Môi-se thì chúng ta cũng thấy có những người được Chúa gửi đến để trợ giúp cho Môi-se. Và khi người ta, những người cộng sự đó hỏi Môi-se,
nói với Môi-se là có những người ở ngoài cái căn lều của chúng ta, thì chúng ta phải làm sao? Những người ở ngoài lều có nghĩa là những người ở ngoài hội thánh, đó là một hình ảnh biểu tượng. Thế đến thời Chúa Giê-xu thì chúng ta cũng nghe kể lại là các môn đệ của Chúa cũng hỏi Chúa Giê-xu là tại sao có những người khác họ cũng trừ quỷ được, thế chúng ta phải làm sao? Thì Chúa Giê-xu mới đặt một câu hỏi cũng như Môi-se đã hỏi: các ngươi ganh tị hay sao? So this man, they didn't belong to the groups of officially appointed responsibles for the people, but although they did some good work, good job. Why? Because they had also Holy Spirit. Những người mà được chọn thì chúng ta có thể thấy họ có khả năng thi hành công việc rất là tốt. Tại sao họ làm được như vậy? Bởi vì khi họ được chọn thì họ có thần khí của Chúa ở trên họ và ở trong họ. And this is exactly the modern teaching, the position of the Holy Church. The fullness of salvation is within the church. But the church doesn't exclude some other examples of faith, of the Holy Spirit, of good jobs, some element, positive element that could exist also in the other churches and the other religious groups. Và bây giờ tôi muốn quay lại một điểm quan trọng tôi nói từ đầu, là ơn cứu độ trọn vẹn là ở trong hội thánh Chúa, bởi vì có Chúa Thánh Thần. Và vì vậy hội thánh cũng không có lên án, không có phản bác ơn cứu độ ở ngoài giáo hội, ở những tôn giáo khác khi có Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Before concluding my small reflections, homily on the reading of today, I would like to underline also that today's readings emphasize the necessity to do the works of the Lord in order to remain filled with the Holy Spirit. The two men who prophesied were filled with the Holy Spirit, and the man who casted out the demons was filled also with the Holy Spirit. Để có thể kết thúc phần chia sẻ của tôi muốn nhấn mạnh đến ba điểm sau đây. Thứ nhất, chúng ta nhận thấy những người được Chúa chọn thì có ơn ngôn sứ và có Chúa Thánh Thần ở trên họ. Những người được chữa lành, những người được trừ quỷ thì họ cũng có Chúa Thánh Thần ở với họ. This week, dear brothers and sisters, let us reflect upon our position towards the Lord Jesus and His Church. Vì vậy chúng ta hãy lưu ý đến sự hiểu biết của mình về Đức Giê-xu Kitô trong hội thánh. We have to ask ourselves the same questions: are we with Jesus or we are against Him? Thứ nhất, chúng ta tự hỏi bản thân mình: chúng ta đang ở cùng với Chúa Giê-xu hay chúng ta đang chống lại Chúa Giê-xu? And then we have to learn every day more how to humbly serve and obey the Lord Jesus by shining as a light in the world. Và trong từng ngày sống, chúng ta đặt ra cho mình một câu hỏi: làm sao mình nhận ra được ý của Chúa ở giữa muôn vàn những lựa chọn trong thế giới? Then if we have learned this, we truly enjoy the hope that leads to eternal joy and peace in the kingdom of God, such awaiting those who receive their salvation through Christ. Amen. Một người mà có thể sống được niềm vui ở giữa lòng xã cuộc sống ngày hôm nay là một người có thể nhận ra được chỉ có ơn cứu độ xuất phát từ Chúa Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta. Amen. Thank you.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng ta cúi đầu. Anh chị em thân mến, lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu nghiêm khắc lên án những ai làm gương xấu cho người khác. Với quyết tâm luôn sống đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội thánh là men trong bột, là muối ướp mặn trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn sống thánh thiện, để trở nên gương sáng cho các tín hữu noi theo. Ngày nay, gương xấu tràn lan khắp nơi trên thế giới, làm hư hỏng nhiều người, nhất là thanh thiếu niên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người lớn đừng bao giờ làm gương xấu cho trẻ em. Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rõ sức mạnh hấp dẫn của gương tốt và cố gắng sống gương mẫu trong đời sống thường ngày. Xin Chúa ban ơn.
hãy tích trữ của cải không bao giờ hư nát. Chúng ta hiệp lệ cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tạo một gia tài vĩnh cửu trên trời bằng việc giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải ghê tởm gương xấu, lánh xa dịp tội để có thể trở nên những Kitô hữu chân chính. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ đến Kitô Chúa chúng con. Vẫn vương mùi đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ đổi thánh cha để các tù tôi tin nhân Chúa là người cho chúng ta cũng là thế hội chân người. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ân phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đấng Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con hãy xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Thank you.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hòa hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Chúa,
Lạy Thiên Thiên Chúa, đây đang xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
sáng cho đời. Lời Chúa chắc ngất tin vui và ta thế giới đáp lời ngàn tiếng yêu thương đôi trên môi dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con Bồ Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiền tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Để xong chúc anh chị em đi bình an.